Hello, xin chào các em. Lần trước thì anh đã hướng dẫn các em cách để vẽ một con cá như thế nào rồi đúng không nào? Rồi hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các em vẽ một con cú mèo rất là đáng yêu và cũng rất là dễ luôn nha. Đầu tiên là anh sẽ vẽ một vòng tròn tương ứng với thân của con cú mèo nha. Sau đó thì anh sẽ vẽ hai con mắt của con cú mèo. Anh sẽ vẽ con mắt trái trước. Sau đó anh vẽ con mắt phải. Rất là dễ phải không nào? Tất cả của chúng ta đều có hình tròn cả các em ạ. Sau đó anh vẽ lòng mắt bên trái của con cú mèo nè. Rồi tiếp theo anh sẽ vẽ lòng mắt bên phải của con cú mèo luôn. Và lòng mắt của con cú mèo thì anh chọn màu đen nha các em. Bây giờ thì anh sẽ vẽ cái mũi của con cú mèo. Cái mũi của con cú mèo thì anh sẽ vẽ hình giọt nước mà ngược lại của hình giọt nước đó các em. Rất là đơn giản luôn nè. Tiếp theo anh sẽ vẽ phần bụng của con cú mèo. Phần bụng của con cú mèo thì anh sẽ vẽ cho nó một đốm lông nhỏ. Cách vẽ hình răng cưa rất là đơn giản nha. Các em chỉ cần vẽ từ trên xuống, sau đó vẽ một góc nhọn. Xong tương tự những cái còn lại, các em có thể nhìn anh vẽ là chúng ta có thể vẽ được rồi phải không nào? Tiếp theo anh sẽ vẽ chân của con cú mèo. Chân con cú mèo thì thường thường có bao nhiêu ngón ta? À đúng rồi, đó là 3 ngón thôi. Nhưng mà hai bàn chân của con cú mèo thì có tất cả là 6 ngón, nên anh sẽ vẽ 6 ngón trong hình này. Rồi tiếp theo anh sẽ vẽ hai cái cánh của con cú mèo. Đầu tiên là cái cánh bên trái của con cú mèo nha các em. Khi vẽ cái cánh thì các em lưu ý chúng ta phải khéo léo một chút, bởi vì nó có cái đường cong đó các em. Thì chúng ta phải vẽ làm sao cho nó tròn mà mượt mà nha. Nhìn cho nó rất là đẹp và rất là đáng yêu nữa các em ạ. Tiếp theo anh sẽ vẽ cánh bên phải của con cú mèo. Thì tương tự với cánh bên trái, cánh bên phải anh vẽ y hệt như là cánh bên trái của con cú mèo luôn các em ạ. Rồi xong. Bây giờ thì anh sẽ dùng cái tẩy để anh tẩy những cái phần mà dư ra của con cú mèo nha. Đầu tiên anh sẽ tẩy con mắt nè. Rồi sau đó anh sẽ tẩy phần dư của cái cánh. Những cái phần dư này thì làm cho bức hình của chúng ta không đẹp nên anh sẽ tẩy nhé các em. Tiếp theo anh sẽ tẩy cánh bên phải của con cú mèo. Rồi sau khi tẩy xong thì chúng ta đã gần như là hoàn thiện con cú mèo rồi phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho con cú mèo này nha các em. Anh sẽ chọn bộ lông của con cú mèo này là màu hơi màu nâu một chút xíu, hay còn gọi là nâu nhạt các em. Anh sẽ tô viền của con cú mèo đầu tiên, viền ở ngoài. Bởi khi chúng ta tô viền xong trước thì sau đó chúng ta tô phần phía trong rất là nhanh. Rồi, như vậy thì anh sẽ tiếp tục tô phần phía trong. Và chúng ta còn viền ở phần con mắt và viền cái mũi và bộ lông ở phía dưới của con cú mèo, chúng ta sẽ cùng nhau tô viền luôn nha. Xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục tô hết phần còn lại của con cú mèo luôn nha các em. Rồi, tương tự thì anh sẽ tô cái cánh bên trái và cánh bên phải của con cú mèo màu như bộ lông của thân của nó nha các em. Tiếp theo là tô màu cho cánh bên phải nè. Rồi bây giờ anh sẽ tô màu cho
bộ lông của con cú mèo ở phần bụng màu hơi nâu nhưng mà ngả về màu nâu xám một chút xíu để cho nó khác lạ hơn ha. Ok, tiếp theo anh sẽ tô mũi của con cú mèo là màu cam nha các em. Màu cam nhạt nhé. Tiếp theo là phần chân nè. Phần chân thì anh lại chọn màu cam y hệt như là phần mũi vậy đó. Rồi, coi như là phần cú mèo của tô màu của chúng ta đã gần như là hoàn thiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tẩy và chúng ta tẩy một phần con mắt hồi nãy anh vẽ hơi đậm một chút xíu để bây giờ thì bây giờ anh sẽ tẩy cho nó nhạt lại để cho nó ra cái đường nét nó thon hơn, đẹp hơn. Các em tẩy thì có thể dùng cục tẩy nhỏ thôi nha. Chúng ta tẩy được rõ nét nhất, cẩn thận nhất nha. Rồi, xong rồi. Như vậy là anh đã hoàn thiện cách vẽ con cú mèo cho các em rồi. Chúc các em thành công.